Trở về từ thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 27 tháng 10, ngay lập tức, ông Nguyễn Văn Khang đã tới trạm y tế phường Lý Thái Tổ để khai báo y tế, sau đó lấy mẫu xét nghiệm tại trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào buổi chiều cùng ngày. Dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm PCR âm tính trước khi ra Hà Nội, nhưng ông vẫn phải xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên khi về Hà Nội và ngày thứ 7 sau khi trở về, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch của thành phố. Chiều qua là 4 giờ là tôi đến 26 Lương Ngọc Quyến để xét nghiệm. Sau xét nghiệm xong thì về thì tôi thực hiện làm theo những cái chỉ thị của phường hướng dẫn. Mình tự quản lý nên mình không tiếp xúc với lại mọi người xung quanh. Giữ cho cái bản thân mình, thứ hai nữa là về cộng đồng, đảm bảo cho nó tốt trong cái vấn đề cái chống dịch bệnh. Việc kiểm soát theo dõi thì chúng tôi cũng nhờ vào tổ COVID cộng đồng. Các bác thường là giám sát cho khoảng từ 10 đến 20 hộ, cùng lắm là 30 hộ, cán bộ y tế trực 24/24/7. Và để mục đích là để cho người dân bất kể đi từ vùng dịch nào, về giờ nào cũng có thể ra khai báo được với y tế chúng tôi, cập nhật kịp thời. Tuy nhiên, không phải ai cũng chấp hành nghiêm như trường hợp của ông Khang. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi đã có các triệu chứng nhiễm COVID-19. Để giám sát hiệu quả các trường hợp này, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu người dân đi từ các địa phương khác về phải ký cam kết tuân thủ nghiêm theo dõi sức khỏe tại nhà, khai báo y tế, chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú và thực hiện xét nghiệm. Đồng thời, các quận huyện cũng đã tăng cường hoạt động của các tổ COVID cộng đồng trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình người từ địa phương khác trở về. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái tổ COVID cộng đồng của phường phải phối hợp chặt chẽ với trạm y tế phường để thường xuyên có những cái thông tin báo cáo và có những cái tình huống phát sinh để báo cáo về ban chỉ đạo để có những cái xử lý và chỉ đạo một cách kịp thời nhất trong cái việc quản lý giám sát chặt chẽ các công dân đi về từ vùng dịch, đảm bảo theo đúng những cái nội dung mà Bộ Y tế cũng như là thành phố, quận, phường đã hướng dẫn để đảm bảo về chúng ta kiểm soát và quản lý địa bàn một cách hiệu quả, an toàn nhất trong cái tình hình phòng chống dịch bệnh với cái tình hình mới hiện nay. Qua cái việc mà có F0 số 8 Đình Ngang rút kinh nghiệm thì chúng tôi đã có những cái biện pháp siết chặt, yêu cầu các đồng chí trong tổ COVID cộng đồng, đặc biệt là công an, y tế và dân quân thực trực đã có những cái biện pháp chốt trực tại các cái cơ sở lưu trú, đặc biệt là Homestay Tây, rồi khách sạn, nhà nghỉ và các công trình xây dựng, tất cả các lực lượng đều khai báo và trong ngày. Với việc nhiều địa phương đã nới lỏng giãn cách thì dự báo lượng người từ các địa phương khác trở về thủ đô sẽ tăng mạnh. Cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thì mỗi người dân cần có ý thức tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch khi trở về từ các địa phương khác.